Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật Sự Online. Bản tin hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão, bản tin sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng công an địa phương ký kết triển khai kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Bình Dương khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chúc mừng tạp chí Văn hóa Phật giáo và Phật sự Online nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh, hành giả an cư kiết hạ Thiền viện Quảng Đức Bồ Tát. Bạc Liêu, Phật giáo tỉnh trao tặng nhà tình thương an cư số 22. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Niết Bàn, Tổ đình Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương đã quang lâm chứng minh và có lời huấn từ cho khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2023 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức. Cùng tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Hòa Thượng Thích Minh Duyên, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Chư Tôn Đức ban Trị sự và Tăng Ni là ban quản trị các cơ sở tự viện trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh lại vai trò trách nhiệm của người trụ trì trong thời hiện đại. Người trụ trì có trách nhiệm duy trì mạng mạch Phật pháp, tinh tấn tu tập đến giác ngộ, đồng thời phải am hiểu về hành chánh quản lý, hiến chương, các nội quy của giáo hội và luật pháp nhà nước hiện hành. Thông qua khóa bồi dưỡng trụ trì, học viên sẽ được Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, nhà chức trách giảng dạy về nhiều nội dung quan trọng mà người trụ trì cần biết, từ đó nâng cao kiến thức quản lý các cơ sở tự viện trực thuộc giáo hội. Với ý nghĩa đó, Hòa Thượng Trưởng ban Trị sự yêu cầu Chư Tăng Ni phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy khóa học, tích cực tiếp thu những giá trị mà khóa học mang đến. Dịp này, Hòa Thượng Thích Huệ Thông cũng báo cáo đến Hòa Thượng Chủ tịch về khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo tỉnh Bình Dương. Phật giáo Bình Dương có 309 hành giả đăng ký an cư tập trung tại 4 trường hạ: Tổ đình Hội Khánh, trường Trung cấp Phật học tỉnh, chùa Tùy Duyên, chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Tổng số hành giả an cư nội ngoại thiền trong tỉnh là hơn 750 vị. Thời khóa tu học đúng theo thiền môn quy củ, mỗi tháng 2 kỳ Tăng Ni phải tập trung về trụ sở giáo hội tỉnh để cùng Bồ Tát làm sinh hoạt tăng sự. Thượng tọa Thích Huệ Tín, chánh thư ký ban trị sự báo cáo quá trình tổ chức và thời khóa giảng dạy của khóa bồi dưỡng trụ trì, cho biết khóa học diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023. Tổng số học viên tham dự 429 Tăng Ni, hiện là trụ trì, phó trụ trì, trị sự các cơ sở tự viện trong tỉnh Bình Dương. Nội dung được học gồm quy chế ban tăng sự trung ương, nghị quyết đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, giới luật đại cương, truyền thông Phật giáo, những thuận lợi và thử thách, vai trò hướng dẫn Phật tử của người trụ trì, vai trò trụ trì trong tổ chức giáo hội, luật tín ngưỡng tôn giáo, thông báo tình hình thời sự trong khu vực và quốc tế, kiến thức an toàn giao thông. Để giúp Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương có được hành trang vững chắc trong tu tập và hành đạo, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã ban lời huấn từ sách tấn tại khóa bồi dưỡng trụ trì. Hòa Thượng nêu tầm quan trọng của cơ sở tự viện làm vị trụ trì trong tổ chức giáo hội. Nếu một người trụ trì là bậc mô phạm giữ gìn giới đức trong sạch, có đạo hạnh trang nghiêm, thì tự viện của người ấy sẽ được trang nghiêm, từ đó giáo hội được trang nghiêm. Vì Tăng Ni là gốc, là lượng nồng cốt hậu thuẫn cho sự phát triển vững mạnh của giáo hội. Hòa Thượng nhắc nhở, người tu sĩ Phật giáo phải có thái độ tinh thần trách nhiệm cao với sự trường tồn của đạo Pháp, quần chúng Phật tử, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, kết duyên với chính quyền địa phương. Nhờ vậy, xung quanh mình sẽ có nhiều bồ đề quyến thuộc để giúp cho đời sống tu hành và phụng sự chúng sanh gặp nhiều thuận duyên. Sách tấn đến chư hành giả đang an cư tại các trường hạ trong tỉnh,
Hòa thượng căn dặn 3 tháng an cư theo luật Phật chế định là một khoảng thời gian vô cùng quan trọng trong đời sống của tăng ni, tránh tiếp xúc với các mối quan hệ ngoài xã hội, có cơ hội sống chung và tinh thần lục hòa để giúp tăng nội lực của tăng đoàn. Theo Hòa thượng, an cư kiết hạ cũng là dịp để người tu sĩ được chuyển hóa thân tâm, trao dồi giới định tuệ, tăng trưởng đạo hạnh, từng bước thành tựu được thánh quả giải thoát, giác ngộ. Vì thế, nếu một người xuất gia không an cư thì nhất định không phải là người tu sĩ chân chính, dù là đầu tròn áo vuông nhưng bên trong không có đạo hạnh. Sau lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Thống đã giới thiệu tổng quan về quy chế nội quy ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, Hòa thượng nêu lên những vấn đề mới trong hiến chương giáo hội vừa thông qua trong lần Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 9 2022-2027 vừa qua mà chư tăng ni trụ trì cần phải biết. Giữa xã hội thời văn minh công nghệ hiện đại, vị trụ trì không chỉ đóng khung trong phạm vi hoạt động tiếp tăng độ chúng của ngôi chùa mà còn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, đóng góp trong mọi công tác thiện nguyện của xã hội. Bên cạnh đó, vị trụ trì còn phải hòa nhập vào cuộc đời trong mọi hoàn cảnh để có thể thực hiện tâm từ bi, làm tấm gương sáng cho đại chúng noi theo, cùng nhau đoàn kết tu thân hướng thiện và an lạc trong chánh pháp. Thông qua khóa bồi dưỡng này, Hòa thượng hy vọng chư tôn đức tăng ni trụ trì 207 cơ sở tự viện, 4 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong tỉnh Bình Dương sẽ nắm bắt được những chủ trương đường lối phát triển của đất nước, của giáo hội để an tâm tu tập và tuyên truyền hoạt động đúng phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Hôm qua ngày 16 tháng 6, Phật giáo thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Theo kế hoạch, Ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phát huy ưu thế của Phật giáo trong truyền thông thay đổi hành vi, lồng ghép các thông điệp về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua hình thức truyền tải giáo pháp Đức Phật đến với các tăng ni Phật tử cũng như cộng đồng xã hội, kéo giảm số người chết và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhân dân thủ đô. Chúng tôi sẽ có kế hoạch ngay trong 3 tháng an cư này sẽ tổ chức triển khai tới 18 điểm trường hạ an cư cho tăng ni trong 30 đơn vị quận huyện thị xã, để từ đó tăng ni hiểu được cái tác dụng của việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đấy cũng là thiết thực, mình làm một việc phúc để cứu sinh mạng, không bị chết oan uổng vì những cái trận tai nạn giao thông mà không đáng có. Buổi ký kết ngày hôm nay giữa Công an thành phố Hà Nội với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội là có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua cái công tác truyền thông, qua các cái buổi giảng về giáo lý Đức Phật thì các thầy sẽ hướng tới các Phật tử trên địa bàn thành phố cũng chấp hành các luật lệ an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, và các bước triển khai giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Công an thành phố Hà Nội trong kế hoạch cũng đã nêu rất rõ, và chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi cái buổi ký kết ngày hôm nay. Hai bên thường xuyên phối hợp tuyên truyền về an toàn giao thông trọng tâm quý 3, ngoài các dịp lễ hội như cầu an, lễ Phật đản, lễ Vu Lan, v.v. Đặc biệt trong mùa an cư này, các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên tham gia khóa tu tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Đây là dịp rất tốt để tuyên truyền để các cháu sống và làm việc theo pháp luật. Thưa quý vị, tại Công an tỉnh Thái Nguyên, trước đó ngày 15 tháng 6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động tăng ni Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Theo đó, hoạt động sẽ lồng ghép với các lớp trong các bài thuyết giảng tại các khóa tu truyền giảng Phật giáo, phối hợp vận động tăng ni Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng các mô hình tăng ni Phật tử tham gia giao thông văn hóa an toàn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông kết hợp với những điều răn dạy của Phật giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền tại các cơ sở thờ tự Phật giáo với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, tạo dựng một xã hội an toàn, bình yên và hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925,
21 tháng 6 năm 2023. Chiều ngày 16 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Quý Mão, đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn, ông Thạch Nghi Xuân, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo đã đến thăm chúc mừng tập thể tạp chí Văn hóa Phật giáo và Cổng thông tin Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố có đại diện ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo và Phật sự online PSO, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Nghiêm, Phó tổng biên tập, Đại đức Tiến sĩ Thích Minh Ân, phụ trách trị sự, Đại đức Thích Minh Hội, thành viên ban biên tập cùng các phóng viên biên tập của tòa soạn. Dịp này, bà Phan Kiều Thanh Hương gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến tạp chí Văn hóa Phật giáo và PSO đã có nhiều tin bàn về các hoạt động dân tộc tôn giáo gắn liền với các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua. Bà cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền về các hoạt động của Tăng Ni và tín đồ Phật tử, đặc biệt là các hoạt động của Trung ương Giáo hội. Các tác phẩm in ấn của tạp chí Văn hóa Phật giáo và tin bài phóng sự của PSO được sản xuất nhanh chóng, chính xác, lan tỏa mạnh mẽ đến chư tôn đức tăng ni Phật tử và những người có cảm tình với đạo Phật trong và ngoài nước, đặc biệt là các hoạt động dân tộc tôn giáo, sự gắn kết giữa đạo và đời. Thay mặt đoàn, bà Phan Kiều Thanh Hương chúc tập thể những người làm báo Phật giáo có nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao phó. Thay mặt tập thể cán bộ lãnh đạo ban biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo và PSO, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Nghiêm trân trọng cảm ơn và bày tỏ niềm vui khi đoàn đã đến thăm chúc mừng nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Phước Nghiêm cho biết, trong thời gian tới, ngoài việc luôn bám sát các sự kiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tạp chí Văn hóa Phật giáo và PSO sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc phối hợp tuyên truyền những hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để lan tỏa rộng rãi đến độc giả, tăng ni, Phật tử và những người có cảm tình với đạo Phật. Đại diện trị sự tòa soạn, Đại đức Tiến sĩ Thích Minh Ân tặng quà và ấn phẩm tạp chí Văn hóa Phật giáo tháng 6 năm 2023, chủ đề Mừng Phật Đản Sanh cho các thành viên trong đoàn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Thưa quý vị, sáng qua ngày 16 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Quý Mão, Đoàn Phân Ban Ni Giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, chư ni trụ trì các tự viện, trường Hạ Ni, chùa Bửu Sơn do Ni sư Thích Nữ Như Huệ làm trưởng đoàn đã đến tịnh xá Ngọc Sơn 2, phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thành kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tông, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn 2. Nơi giác linh đường, chư tôn đức ni đã thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm một bậc tôn trưởng vì sự nghiệp đạo Pháp. Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Tiến thay mặt cho ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp quyến, niệm ân và gửi lời chúc lành đến đoàn phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, chư ni trụ trì các tự viện, trường Hạ Ni, chùa Bửu Sơn, nguyện mười phương chư Phật gia hộ đến chư tôn đức ni được pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. Sau lời cảm tạ của ban tổ chức tang lễ, chư ni nhiễu kim quang để bày tỏ lòng thành kính đến ngài, làm ký sổ tang lưu niệm. Trải qua 72 năm hiện diện ở cõi Ta Bà với 45 hạ lạc, ngài là vị giáo phẩm với đời sống thanh bần giản dị, luôn tích cực dấn thân hành đạo và đã khai sơn trùng kiến được một số ngôi tự viện tại tỉnh nhà, góp phần trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, báo Phật ân đức. Thưa quý vị, cũng trong sáng qua ngày 16 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Quý Mão, tại chùa Quan Âm, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Giác Dầu, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Huệ Hóa, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Danh Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng trị sự, đặc trách hệ phái Nam Tông Khmer, Thượng tọa Thích Phước Dũng, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban trị sự Phật giáo tỉnh và chư tôn đức trụ trì các tự viện trở về tham dự. Đại diện chính quyền có ông Phan Minh Thuận, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Lữ Văn Huấn,
Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành thị xã Long Mỹ và phường Thuận An đồng tham dự. Thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Phước Dũng báo cáo tổng kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm. Theo đó, Phật giáo tỉnh có 86 ngôi tự viện với 332 vị tăng ni. Trong tuần lễ Phật đản, Ban trị sự tỉnh hướng dẫn Ban trị sự các huyện, thị, thành phố và các cơ sở tự viện trong tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản trang nghiêm theo đúng truyền thống của Phật giáo. Năm nay, Phật giáo tỉnh Hậu Giang tổ chức hai điểm an cư, trường Hạ Tăng, chùa Quan Âm với 30 hành giả nội thiền. Trường Hạ Ni, chùa Di Đà có 35 hành giả an cư. Trong 6 tháng qua, tăng ni Phật tử các tự viện tích cực tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội với tổng kinh phí là 6 tỷ 718 triệu đồng. Các hoạt động của Phật giáo Nam Tông Khmer cũng được đặc biệt chú trọng như khánh thành ngôi chánh điện tại chùa Chính Ngàn, Ba Vía Vararam, Tết dân tộc Chon Chanam Thamay phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh cho đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cũng đã tổ chức thọ giới tỳ kheo đại giới đàn theo nghi thức hệ phái Nam Tông Khmer cho hơn 14 vị tại chùa Rantana Ba Vía. Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023, Ban trị sự tỉnh đề ra kế hoạch thực hiện các Phật sự trọng tâm như tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, đại lễ tưởng niệm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, lễ huy kỵ chư vị tổ sư, chư tôn đức tiền bối hữu công, tiếp tục đẩy mạnh các công tác an sinh xã hội. Tiếp đó, Đại đức Thích Thiện Đức, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, tuyên đọc quyết định bổ nhiệm sư cô Thích Nữ Diệu Nghĩa làm trụ trì chùa Bửu An Linh tại thị trấn Kinh Cùng. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Phước Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của chư tôn đức. Thượng tọa mong rằng chư tôn đức thành viên Ban trị sự sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong thời gian tới. Trước đó, chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự tỉnh cùng chư hành giả an cư đã tập trung tại chính điện chùa Quan Âm dự kỳ đầu Bồ Tát tụng giới mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2567. Bồ Tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của tăng đoàn nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của tăng, là dịp để định kỳ chư tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của tăng đoàn. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 6 nhằm ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão, tại Thiền viện Quảng Đức, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chư tăng hành giả an cư đã trang nghiêm Bồ Tát định kỳ lần thứ nhất trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2567. Theo truyền thống an cư kiết hạ, cứ mỗi nửa tháng, hành giả an cư Bồ Tát định kỳ. Khi ấy, chư tăng tề tụ để cùng trùng tuyên giới luật, nhắc nhở nhau về giới pháp nhằm trưởng dưỡng thiện pháp. Đúng 4 giờ, tăng chúng vân tập tổ đường, châm trà cúng tổ. Đạo tràng an cư kiết hạ đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Thiền chủ Hạ Trường, Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thiền chủ Hạ Trường, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2, Hóa chủ Hạ Trường, cùng chư tôn đức ban chức sự, hành giả an cư đối trước Phật điện trang nghiêm niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, thực hiện nghi thức Bồ Tát truyền thống. Được biết, vào chiều qua ngày 29 tháng 4 năm Quý Mão, hành giả an cư đã làm lễ sám hối, này là ngày trưởng tịnh. Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh Duy Na đã đối trước Hòa Thượng Giới Sư Tác Bạch Kiểm Chúng, có 32 tỳ kheo và 2 tịnh nhân. Đại chúng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Pháp thuyết giới yết ma. Đại đức Thích Pháp Trí đã trùng tuyên lại kinh Phạm Võng Bồ Tát giới bổn. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 17 tháng 6 nhằm ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão, chư tôn đức, hội đồng điều hành, quý thầy cô văn phòng và trên 500 hành giả an cư của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ Bồ Tát tụng giới tỳ khiêu ni theo thông lệ. Đây là kỳ Bồ Tát đầu tiên của trường hạ chùa Sóc Thiên Vương trong mùa an cư năm nay. Hòa Thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đường chủ hạ trường chùa Sóc Thiên Vương, chư tôn đức văn phòng, ban quản chúng cùng toàn thể tăng ni sinh học viện tham dự đông đủ. Chư tăng tuần tự theo hạ lạp, trang nghiêm tự lập tại thiên đường tòa Phiên Quang, đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam Bảo và phát lổ sám hối. Tăng sinh Thích Nguyên Đạt, Thích Giới Thành được đại tăng sai cử tụng giới. Ngoài ra, chúng sa di và hình đồng sau khi nghe giáo giới
được Chư Tăng hướng dẫn tụng 24 chương uy nghi dành cho người xuất gia. Chư Tăng đồng thanh tụng lại các giới luật được Đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm tăng đoàn. Sau khi lễ Bồ Tát hoàn mãn, Hòa Thượng Đường Chủ đã có đạo từ nhận định phần tụng giới sáng nay và chỉ đạo một số công việc, phép tắc quy củ của một trường hạ. Đại chúng đều nhất tâm hoan hỷ, y giáo phụng hành lời Hòa Thượng chỉ dạy. Lễ Bồ Tát thuyết giới là một trong những sinh hoạt đặc thù của tăng đoàn nói chung, học viện nói riêng, giúp cho mỗi người tăng trưởng giới đức, tăng già đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, góp phần vào thành quả tu học của mỗi tăng ni sinh trong thời gian theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Bản tin xin được tiếp tục với thông tin về ngày tu tập thứ tư của các bạn khóa sinh tại chùa Kim Ngưu, thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Được biết khóa tu diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm Quý Mão. Bước sang ngày tu tập thứ tư với chủ đề đoàn kết tất chiến thắng, sau khi dụng điểm tâm sáng, các bạn khóa sinh được giao lưu và có những giây phút hoạt náo vui nhộn, nhảy múa với sự hướng dẫn của diễn giả Hiểu Linh, chuyên gia tâm lý cùng các anh chị trong đoàn. Những món quà được trao đến tay các bạn nhỏ khi trả lời đúng câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra làm góp phần cho không khí thêm sôi động hơn. Sau những lúc vui tươi khăng khít là những giọt nước mắt lan dài trên má các bạn nhỏ khi được nghe những mẩu chuyện cảm động mà diễn giả Hiểu Linh kể đến các bạn, giúp các bạn biết nói lời xin lỗi, câu cảm ơn mà trước nay các em chưa nói trực tiếp đến cha mẹ mình, đồng thời cũng mong muốn cha mẹ hiểu mình hơn. Tiếp đó, các bạn khóa sinh được lắng động tâm tư với bài pháp thoại Nuôi dưỡng tâm thiện lành do Đại Đức Thích Khải Tuấn chia sẻ. Theo đó, Đại Đức Giảng Sư kể các bạn nghe những mẩu chuyện về cha mẹ, sự hy sinh khó nhọc của hai đấng sinh thành, giúp các em hiểu rõ việc bản thân cần phải làm gì để báo đáp lại ân tình cha mẹ dành cho ta. Cuối buổi pháp thoại, Đại Đức Giảng Sư chúc các bạn luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời thầy cô cha mẹ để xứng đáng là những mầm non tương lai của đất nước. Chiều cùng ngày, các bạn khóa sinh được Đại Đức Thích Quang Huệ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh giao lưu chia sẻ về chủ đề Những đóa sen tinh khiết, chủ đề buổi pháp thoại nói về ý nghĩa hoa sen biểu tượng sự cao cả và lòng yêu thương trong cuộc sống. Hoa sen sống trong bụng lầy nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ, nở rộ đẹp đẽ mà không bị vấy bẩn. Qua đây, Đại Đức muốn nhắn nhủ đến các bạn khóa sinh hàng ngày tiếp xúc với những thứ tích cực cũng như tiêu cực, nhưng hãy tránh xa những điều tiêu cực kia. Bên cạnh đó, Đại Đức Giảng Sư cũng nói về ý nghĩa của hoa sen trong Phật giáo. Sự hình thành của sen diễn ra theo quy luật nhân quả luân hồi. Sen có cả nụ, hoa, hạt. Hoa sen nở tượng trưng cho quá khứ, đài sen tượng trưng cho hiện tại và hạt sen tượng trưng cho tương lai. Tất cả đều là sự nối tiếp liên tục với nhau. Tối cùng ngày sẽ là buổi thắp nến tri ân cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh dị độ, dịch bệnh tiêu trừ và hồi hướng công đức đến chư tôn đức ban tổ chức, các cô chú công quả, anh chị tình nguyện viên và toàn thể khóa sinh luôn được vạn sự cát tường Bồ Đề Tâm phát triển. Trước đó, tối qua ngày 16, ban tổ chức khóa tu tổ chức chương trình Kim Ngưu Got Talent để chọn ra khám phá và nuôi dưỡng những tài năng của các bạn khóa sinh để từ đó có bước tiến để các bạn có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Phát biểu khai mạc buổi diễn, Đại Đức Thích Giác Giáo, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, trụ trì chùa Kim Ngưu, trưởng ban tổ chức cho biết, nhằm tạo ra sân chơi và tạo điều kiện cho các bạn khóa sinh thể hiện bản thân ở chỗ đông người, ban tổ chức quyết định tổ chức cuộc thi Kim Ngưu Got Talent, từ đó để các bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Tại cuộc thi, các bạn khóa sinh ở từng gia đình sen vàng, sen trắng, sen tím, sen xanh và sen đỏ, chọn cho mình những chủ đề về cha mẹ, gia đình, nhằm thể hiện tình yêu thương đoàn kết của bản thân đối với gia đình của mình. Cuối cuộc thi, ban tổ chức chọn ra các gia đình có những tiết mục xuất sắc theo những tiêu chí đoàn kết tự tin đặc sắc sôi động và độc đáo để trao những phần thưởng đến từng gia đình. Thưa quý vị, xuyên suốt chuỗi hoạt động thiện nguyện xây nhà tình thương an cư cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh cùng chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, Phật giáo Bạc Liêu tiếp tục trao nhà an cư số 22 cho gia đình ông Lê Văn Tung tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Hiện gia đình có 4 nhân khẩu, vợ ông cùng 2 đứa con nhỏ sống trong căn nhà cũ, diện tích 4 x 12 mét, cây lá đơn sơ, dột nát. Ông Tung đi làm phụ hồ nuôi cả nhà. Cách đây 2 tháng, trên đường đi làm về, ông bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Hiện tại vẫn phải nuôi sọ
tại Bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. Tùy thuộc vào sức khỏe sẽ ghép vào hộp sọ. Hoàn cảnh của em Tung ở đây bị tai nạn, mổ lấy cái sọ ra để nuôi sọ. Hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Cái căn nhà cũng đã xuống cấp quá nhiều. Là một đối tượng mình cần phải chia sẻ. Việc làm này hết sức là đúng với tâm nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca. Trước đây thì gia đình anh Tung là nhà lá, cây gỗ địa phương, gặp hết sức khó khăn. Thay mặt cho đảng quỹ, Ủy ban nhân xã cũng xin chân thành cảm ơn sư cô Thích Nữ Liên Hòa, chủ trì chùa Hải Triệu Âm thì cũng đã quan tâm đến xã Long Điền Đông. Mừng cho mấy ngày đầu cho hai em mừng lắm, em không có ngủ ngơi gì được chứ. Mừng tại vì nhà nó tạc á, rồi cho em cũng cảm ơn bên chính quyền với sư cô nhiều dữ lắm. Dạ, nhờ sư cô với chính quyền mà vợ chồng em mới được có nhà lành lẽ ở như vậy. Căn nhà được Ni Sư Thích Nữ Liên Hòa thực hiện khởi công vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 3 năm Quý Mão, nay hoàn thiện với thời gian chưa đầy một tháng. Lễ bàn giao được Ni Sư phối hợp chính quyền địa phương thực hiện vào chiều ngày 27 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 9 tháng 4 năm Quý Mão. Ni Sư Thích Nữ Ngộ Đạo, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh cùng tham dự. Căn nhà hoàn thiện với diện tích 4,5 x 10m được Phật giáo Bạc Liêu hỗ trợ 65 triệu đồng. Ông Trần Chí Công, trưởng ấp Vĩnh Điền, vận động hỗ trợ nát gạch và làm cửa trị giá trên 10 triệu đồng. Căn nhà đã thuận duyên hoàn thành khi mùa mưa vừa mới bắt đầu. Từ nay, 4 thành viên trong gia đình ông Tung đã yên tâm sinh sống, ông Tung yên tâm trị bệnh, chờ đợi ngày ghép sọ để được sống khỏe mạnh, tiếp tục làm ăn, nuôi các con học hành. Cuối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, chương trình thời sự hôm nay của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, xin mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisubso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị an lạc, cát tường, thanh tịnh trong ánh hào quang của Đức Thế Tôn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.